em chào thầy các bạn. Thì em là Trang, em sẽ đại diện cho nhóm một thuyết trình phần không gian mẫu, biến cố, phép thử và định nghĩa của xác suất. Thì đầu tiên thì phép thử sẽ là một thí nghiệm quan sát làm phát sinh data. Ví dụ như mà quan sát khi mà tung đồng xu thì mình sẽ coi xuất hiện mặt gì, thì cái này sẽ là một phép thử ngẫu nhiên. Còn biến cố thì sẽ là kết quả của phép thử. Ví dụ như là khi mà quăng con xúc xắc mà nó xuất hiện mặt hai thì đó chính là một biến cố xuất hiện mặt hai. Còn mà tập hợp tất cả các biến cố thì được gọi chung là không gian mẫu. Ví dụ như là khi quăng con xúc xắc nó có 6 mặt, mặt 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì tập hợp 6 mặt này được gọi là không gian mẫu. Và để dễ hình dung thì em sẽ đi vào ví dụ 1, thì mình sẽ chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 20. Thì khi đó mình sẽ có không gian mẫu là 0, 1, 2, 3, 4, vân vân cho tới 19. Và một số biến cố thì biến cố là xuất hiện số chẵn thì sẽ bao gồm 0, 2, 4, 6, 8, vân vân tới 18. Tương tự thì biến số xuất hiện lẻ và xuất hiện số nguyên tố cũng tương tự. Ngoài ra thì ở đây có xuất hiện số âm thì biến cố này không xuất hiện trong phép thử nên nó sẽ là rỗng. Còn xuất hiện số không âm thì biến cố này luôn luôn xảy ra trong phép thử nên đây nó là omega. Có một vấn đề đặt ra là mức độ xảy ra khi mà mình thực hiện phép thử C so với phép thử B thì nó cái tần suất nó có nhiều hơn hay không, thì từ đó mình sẽ lượng hóa bởi một con số, đó là xác suất của biến cố. Thì vậy thì xác suất là gì? Thì xác suất của một biến cố là một con số từ 0 đến 1 để đo lường khả năng xảy ra hoặc là mức độ xuất hiện thường xuyên hay không thường xuyên của một biến cố. Xác suất mà gần 1 sẽ cho biết khả năng nó xảy ra cao hơn so với biến cố mà có xác suất gần 0. Và cũng có nhiều cách mà để đo lường xác suất. Cách thứ nhất là trường hợp cổ điển, thì biến cố này bắt buộc điều kiện phải là đồng khả năng, có nghĩa là biến cố có khả năng xảy ra như nhau. Thì đi vào một ví dụ thì nếu mà muốn tính xác suất xuất hiện mặt chẵn của một con xúc xắc thì nó sẽ có mặt 2, 4, 6 trên 6 mặt, thì xác suất ở đây sẽ là 3 trên 6. Công thức tổng quát còn tính xác suất của A sẽ bằng NA chia N omega, thì trong đó NA sẽ là trường hợp thuận lợi cho A và N omega là số trường hợp đồng khả năng. Em sẽ đi vào ví dụ 2, thì ở đây mình sẽ tính xác suất của một số biến cố trong ví dụ 1. Thì xác suất của biến cố không xuất hiện thì sẽ hiển nhiên là sẽ bằng 0, còn mà xác suất của biến cố luôn luôn xảy ra trong phép thử thì sẽ bằng 1. Bên cạnh đó thì bên cạnh đó thì xác suất của A thì ở trên đây là ở trên ví dụ 1 thì nó là xuất hiện số chẵn, thì ở đó sẽ có 10 số hạng, thì ở đây sẽ là bằng 10 chia 20, sẽ ra được 0.5. tương tự như thế thì xác suất con ngẫu nhiên của mấy phép tính còn lại thì tính tương tự như cái này. Và trường hợp thứ hai là tính xác suất dựa theo tần suất, thì mình sẽ quan sát số lần thực hiện được bao nhiêu lần có lợi cho A chia lại cho mà tổng số lần mà mình thực hiện. Thì em sẽ lấy một ví dụ là lấy lại ví dụ 1 ở trên là chọn một số ngẫu nhiên nhỏ hơn 20, thì mình sẽ có chỉ số từ 0 đến 1. Thì giả sử như mình muốn xuất hiện số chẵn thì ở đây random, thì ví dụ như nó xuất hiện số 2 thì ở đây mình xác suất hiện tại đang là 1 trên 1, là 1. Tiếp tục nó ngẫu nhiên ra số 5 thì hiện tại nó là 1 trên 2, cứ tiếp tục như vậy thì nó ra số 7 sẽ là 1 trên 3. Tương tự số 9 thì cũng 1 trên 4. Nó ra số 10 thì đây là số chẵn, thì mình sẽ xác suất số này tăng lên sẽ là 2 phần 5. Cái này số lẻ thì mình sẽ là 2 phần 6. Mình lại random ra được một số chẵn tiếp là sẽ là 3 phần 7. Thì đây là ví dụ về tính xác suất theo tần suất. Thì
Bạn có thể dùng cái R bạn làm luôn được không? Dạ, em chưa có có cài cài nè. R chưa? Em chưa có cài thì á. Có bạn trong nào trong nhóm có cài cái này chưa? R đó. Sẵn đó làm luôn cho mấy bạn thấy được cái mô phỏng đó luôn. Trong nhóm bạn có bạn nào cài không? Dạ tụi em có cài mà chưa biết xài. Ừ thì cứ show lên đi, mình sẽ chỉ hướng dẫn cho cái cách sử dụng luôn. Vậy tắt màn hình cho bạn khác xì hả thầy? Tạm dừng một nhịp ở đây ha, để mình nói rõ hơn cái về cái tần suất trong cái việc mô phỏng. Thì cái cách mô phỏng này người ta gọi chung đó là phương pháp Monte Carlo. Rồi, ok, bạn bấm cái phím Ctrl L á cho nó rồi. Bạn dùng cái lệnh là cái lệnh sample là lấy ngẫu nhiên á. Rồi, x ở đây á là một vector mà tập hợp tất cả các outcome của bạn á, bạn lấy từ mấy đến mấy nè? Nhật không đến 19. Ok, từ 0 2 chấm 19. Rồi, phải một cái bạn bạn lấy ra mấy? Nhà Mấy lấy ra số? Một số, ok. Rồi, bạn enter thử cái coi. Rồi, ra được 19. Vậy là số này là số gì? dạ em giả sử là xuất hiện số chẵn rồi. Ok, vậy là biến cố A là xuất hiện số chẵn, vậy là A không xảy ra, được không nè? Rồi lần thứ hai, các bạn lấy mũi tên đó, các bạn mũi tên lên xuống qua lại, enter cái nữa là A xuất hiện. Các bạn thấy không nè? Các bạn thấy mấy bạn khác thấy ok không? Có nghĩa là khi mấy bạn thực hiện một phép thử thì A có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra, ok chưa? Được không nè mấy bạn? Dạ được thầy. Vậy thì người ta cũng quan tâm á, là khi mấy bạn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì xem coi là cái mức độ thường xuyên A này xuất hiện nhiều hay ít, thì mấy bạn có thể làm đi làm lại nhiều lần. Mấy bạn có thể sử dụng dòng for chẳng hạn. Rồi mấy bạn dùng for, hoặc nếu có nhiều cách mấy bạn dùng for luôn đi, for mở ngoặc ra y in cách một cái từ 1 2 chấm tới 1.000 chẳng hạn đi ha, 1.000 rồi rồi ra ngoài dấu ngoặc nhọn á, dùng if đi ha, if đừng enter tiếp tục luôn, if mở ngoặc ra cái sample này đó này. Rồi thoát ra ngoài một cái rồi cái dấu phần trăm á, hai dấu phần trăm là chia đó, cái chia lấy dư á, 2%. Rồi chia cho hai, hai dấu bằng là phép so sánh đó nha, so với không. Nếu như điều đó xảy ra thì mấy bạn làm sao? Mấy bạn ngoặc ngoặc nhọn ra, ngoặc 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 nhọn ra. Rồi các bạn in ra con số số 1 chẳng hạn đi ha, tại vì mấy bạn chưa định nghĩa, để chút xíu nữa mình sẽ định nghĩa ra. In ra màn hình là con số 1, ring nhé, rồi ring 1, rồi mấy bạn thêm vô cái nữa đi, else là ring nó là không, nếu không thì mấy bạn in ra số 0 đó, tức là A xảy ra thì mấy bạn là mấy bạn in ra con số 1, còn A không xảy ra thì mấy bạn in ra con số 0. Rồi enter đi, nó sẽ chạy cho mấy bạn. Đó, có lúc 1, lúc 0, lúc 1, lúc 0. Ok chưa? Vậy thì mấy bạn muốn ghi nhận lại 1.000 con số này thì phải làm sao? Các bạn hiểu được cái câu hỏi mình đặt ra không? Rồi mấy bạn bấm Ctrl L đi. Nguyên như vậy thì rất là khó xử lý ha. Rồi Ctrl L cho nó trống. Bạn đặt T bằng 0 luôn cho nó gọn. Chữ T bạn cho nó dấu bằng 0 luôn, enter. Rồi đó bạn đã khai báo biến t đó. Rồi mấy bạn quay lại cái dòng for của mấy bạn đi. Mình quay lại cho nó nhanh đó. Cái dấu lên xuống qua lại bỏ cái đó đi, delete cái đi. Ok. Rồi thay vì chữ ring 1 á thì mình ghi là chữ t. Bỏ luôn. T dấu vuông. Y t
tức là VTT mà ở y á, mình gán cho nó là bằng 1 nha, bằng 1 à. Còn else thì t mình sẽ bằng 0. Ok chưa? T y của mình bằng 0. Rồi enter. Thì mấy bạn có quan sát được với t đó. Mấy bạn có thể là in ra là 1000 giá trị t đó, được không nè? Rồi, khi mà mấy bạn thực hiện, khi bạn thực hiện mô phỏng như thế này thì bạn khác làm lại cái mô phỏng của bạn thì sẽ ra được cái con t khác nhau. Nên là để cho tất cả những cái mô phỏng này đều giống nhau thì mấy bạn nên là xác xít. Các bạn bấm vô chữ xác, xác xít đó. Chạy nó đây, bấm thằng trên là tưởng nó mất. Này. Xác. Cài đặt á, xác. Ghi vô. Rồi, đó là xác xít đó. Rồi mấy bạn bấm đại con số nào đó, ví dụ như 123 đi nha. Rồi enter. Rồi mấy bạn thực hiện lại cái lệnh đó, cái lệnh mô phỏng này á. Cái nữa, rồi enter. Đây, bạn nào mà muốn làm ra kết quả giống như vậy thì mấy bạn chỉ cần là xác xít 123 thì kết quả của bạn đó và kết quả của bạn đang làm này nè là giống nhau. Tức là số đầu tiên thì t bằng 1, số thứ hai t cũng bằng 1, số thứ ba là t bằng 0. Ok chưa? Rồi bây giờ mình muốn tổng kết lại coi là có bao nhiêu A xuất hiện và bao nhiêu A không có xuất hiện. Bạn bấm giùm mình là cái lệnh là tổng kết dữ liệu, các bạn dùng là cái table, các bạn bấm vô. Đây, ngoặc ngoặc ra thằng T, enter. Thì nó sẽ cho ra kết quả của mấy bạn. Enter. À, như vậy thì trong 1000 trường hợp có 501 trường hợp xuất hiện số 1 và 499 trường hợp là không xuất hiện số 1. Như vậy thì xác suất tương ứng, tức là tần suất tương ứng á, chưa phải là xác suất. Ta dự đoán là kết quả, cái xác suất của ta sẽ dần về đâu đó ở 501 chia cho 1000. Các bạn hiểu được ý nghĩa của cái đó chưa nè? Ok không mấy bạn? Dạ được thưa. Rồi, tiếp tục đi ha. Tiếp đi Trang ơi. Dạ thì tiếp đó thì sẽ qua tính xác suất ở trong hình học. Thì ở đây thì mình, nếu mà mình muốn được tính, nếu như mình muốn tính biến cố xác suất của A thì mình sẽ lấy diện tích của miền A chia cho diện tích của miền tổng thể. Thì ở đây để hình dung rõ hơn cái này thì em sẽ qua ví dụ. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ một, mình sẽ cho một hình vuông có diện tích là 1, vẽ đường tròn nội tiếp bên trong hình vuông. Thì xác suất ở đây sẽ bằng là NA cho nên N tổng thể. Mà mình ở đây là em hình dung là muốn phóng luôn. Cái phép thử của bạn là cái gì? Biến cố dạ. Của bạn là cái gì? Rồi mới tính được xác suất nha. Dạ, biến cố em là phóng làm sao mà các mũi tên phóng. Phóng tiêu đúng không? Phép dạ, phóng tiêu nằm trong tiêu. Hình tròn. Nếu như trong hình tròn là A xuất hiện, còn ngoài đường tròn là A không xuất hiện, hay nói cách dạ. Khác. Biến cố A là biến cố tiêu mình phóng vào phía bên trong đường tròn. Ok chưa? Mấy bạn khá hiểu không nè? Đây, bây giờ yêu cầu là đi tính xác suất để mình phóng vào bên trong đường tròn. Thì ở đây sẽ là nếu như mình phóng vào trong này thì sẽ được tính là biến cố xuất hiện trong này, còn ngoài này thì không tính. Thì ở bên trong này sẽ là diện tích của hình tròn, ở dưới là diện tích của hình vuông. Thì diện tích của hình vuông ban đầu đã cho là bằng 1. Thì thế vào diện tích bi r bình trên 1 thì sẽ có được 1, thì tính được r cho nên 1/2, thì em thế vào sẽ tính được diện tích xác suất của biến cố A này sẽ bằng bi phần 4. Đây là ví dụ để minh họa cho tính xác suất của biến cố ở trong hình học. Thì bài thuyết trình của nhóm em tới đây là kết thúc, thì em sẽ chuyển qua phần phản biện. Rồi khoan, cái mô phỏng nãy á, mấy bạn có làm được không? Dùng R để mô phỏng cái điều mà mấy bạn làm á. Cái hình học không biết làm này. Rồi, trong lớp này mình cho mấy bạn là về nhà suy nghĩ ha. Tiết sau bạn nào mà demo được bằng phần mềm giống như mình đã làm cho cái nhóm vừa rồi đó
là mình mới làm 1.000, lẽ ra mình cần phải làm 10.000, 100.000 để cái giá trị đó nó dần về 0.5 giống như trong lý thuyết. Thì lý thuyết của con số của bạn là pi trên 4. Vậy thì sau khi ta thực hiện mô phỏng như vậy thì liệu cái giá trị nó có dần về pi trên 4 hay không? Thì mình cho thời gian với bạn là tiết tới tiết sau ha, ai làm được cái này thì mình sẽ cộng điểm cho mấy bạn. Rồi, tiếp tục. Dạ vâng, thuyết trình nhóm em kết thúc, em sẽ chuyển sang cho bạn để phản biện. Em phản biện Bình Huy. Thấy màn hình chưa thầy? Thầy thấy rồi. Tiếp theo là đến phần phân biện của nhóm 1. Thì nhóm 1 mình có nhận được hai câu hỏi phân biện của nhóm 4 với nhóm 2. Thì ở nhóm 4 thì nhóm 4 có cho mình một câu hỏi là mình sẽ tóm tắt lại là thì mình sẽ đặt một số tiền để dạng như kiểu đặt cược vào là trong khoảng từ 0 đến 99 mình sẽ đặt một con số, và nếu mà con số đó mà nó đúng với con hai con số cuối của nhà phát hành như giấy số, hai số cuối của giấy số vậy, thì mình sẽ ăn được là 70 lần số tiền mình đặt vào, còn nếu không thì mình sẽ mất số tiền mình đặt vào đó. Ví dụ như là thì ở đây câu hỏi là có một suy nghĩ sai lầm là nhiều người thì vẫn tin rằng là nếu mình đặt 100.000 mà mình ăn, mà nếu mà mình ăn thì mình ăn tới 7 triệu thì vì vậy thì nếu mình thua thì mình thua có 100.000 thì như vậy là quá lời. Thì ở đây thì nó cũng vừa đúng nó cũng vừa sai, tại vì nếu mà tại vì xác suất để nó ra một nó ra con số từ 0 đến 99 là 0.01 là nó rất là thấp, nó gần bằng 0. Là nếu bạn đặt vào thì có thể bạn luôn thua, và nếu may mắn thì bạn sẽ thắng. Mà còn ở đây mà nếu mà bạn muốn lời thì bạn với số tiền 100.000 này thì muốn lời thì bạn nên đặt dưới 70 lần. Thì nếu mà dưới 70 lần đó mà bạn trúng một lần thì bạn có thể lời, mà cùng với số tiền này mà bạn đặt quá 70 lần thì bạn sẽ lỗ. Đó là theo mình nghĩ là như vậy đối với cái rồi cái câu hỏi này á, mấy bạn nên giữ lại đi ha, giữ lại câu hỏi này và chuyển tiếp cái câu hỏi này cho cái nhóm nào đây, cái nhóm là thuyết trình ở cái trường số biến ngẫu nhiên rời rạc á. Dạ. Chuyển tiếp, bạn lấy câu hỏi đó bạn chuyển dùm cho mình luôn là bạn cái nhóm thứ năm á, nhóm thứ năm nha, cái gì nhóm năm á, nhóm năm là 2.8 á, cái random variable á. Đây, để nữa mấy bạn sẽ chuyển về cho nhóm năm giải quyết cái câu này nha. Dạ. Này, câu này để đó đi nha. Câu này dính tới cái phần biến ngẫu nhiên. Rồi gạt. Này thì qua câu đó khác đi. Qua okay, thì bây giờ là bạn chỉ phân tích ha. Còn nếu như mấy bạn muốn làm màu trọn vẹn cái câu đó thì mình gợi ý luôn cho mấy bạn nè, mấy bạn đi thực nghiệm lại cái chuyện đó. Chúng thì mấy bạn là ăn 70. Giờ thích thì mất của. Thì mấy bạn làm đi làm lại 10.000 lần, các bạn đặt lần á là một số 1 đi ha. Sau khi mấy bạn làm một triệu lần hay gì đó thì xem coi số tiền của mình á là được bao nhiêu. Nếu như á, cứ một lần, cứ mấy bạn thực hiện khoảng chừng một triệu lần, làm đi làm lại nhiều lần như vậy thì xem coi là cái tỷ lệ mấy bạn lời là với lại so với cái tỷ lệ bạn lỗ là có nó như thế nào, là mấy bạn biết rõ là nên chơi hay không, hiểu không nè? Dạ. Và trong lớp này mình gợi ý luôn, ai làm được chuyện đó vẫn được cộng điểm giống như cái bài vừa rồi. Còn nếu các bạn làm không được thì để tiết sau mình sẽ mô phỏng lại cho các bạn xem những cái chuyện đó nha. Dạ.
Thì mình có nhận, nhóm mình có nhận được câu hỏi nữa là của nhóm 2, là trong ở đây có hai câu hỏi. Thì đối với câu hỏi 1 thì mình trả lời được ý 1, còn ý 2 thì mình cũng không chắc lắm. Thì ở ý 1 thì câu hỏi là sự khác nhau giữa biến cố xác suất đối lập và biến cố xác suất. Thì biến cố xác suất là khả năng xảy ra từ 0 đến 1. Thì càng về 1 thì nó càng khả năng xảy ra nó càng cao, còn nếu mà về 0 thì khả năng nó sẽ càng thấp. Còn biến cố xác suất đối lập là khả năng xảy ra của nó là gần là không thể, là bằng 0. Và muốn tính xác suất đối lập thì mình sẽ lấy 1 mình trừ đi cho biến cố xác suất thì mình sẽ được biến cố xác suất đối lập. Đó là câu trả lời của câu hỏi 1. Còn ý 2 thì mình không chắc lắm, mình cũng không rõ. Thì có gì em hỏi thầy câu 2 vậy thầy? Em sẽ đến câu 2. Ý 2 em sẽ đến câu 2. Thì ở câu 2 thì ở đây là đề nó cho là đây là số điểm của môn toán và đây là số điểm của môn hóa. Thì câu hỏi đặt ra là tính xác suất, tìm xác suất để một trong hai môn, một trong hai bài test thì nó đạt được điểm 5, và ở đây là từng cục điểm, ở đây là từng điểm của nó. Thì nhóm mình làm là đầu tiên là nhóm mình sẽ tính xác suất của môn toán là ai là... câu này á, bạn vẽ ra cái file Excel cho mình đi, là toán với lại là hóa, bạn vẽ mở cái file Excel lên. Để ra mình cũng nói về cái phần này một tí nha. Đây, đầu tiên nhất là cái dòng á, dòng ngang á, thì điểm môn toán chẳng hạn, còn cái cột với bạn để là điểm môn hóa chẳng hạn. Rồi bạn list ra tất cả các trường hợp có khả năng của thằng toán, list ra tất cả các trường hợp khả năng của thằng hóa. Yeah. Đây. Không, 10 với 10 thôi, cái 1 10 thôi, làm gì tới 2 3 cái 10 dữ vậy. Tức là mấy bạn sẽ liệt kê là cái không gian mẫu của nó ra. Còn bên môn hóa là sổ xuống á. Đây. Nếu mà hàng số 6 thì mình để một số 6 thôi. Bạn thêm một cái ô riêng ngoài đó. Tức là bên đây 5, bên kia 6 hiểu không? Là sao hả? 5 số 6 đó nằm ở phía bên ngoài một cái nữa. Ở đây rồi. Số tức là bạn dời cái số 5 vô trong chút xíu, thuộc vô tí ở trong cái file Excel của bạn á. Số 5 này dời vào đâu này? Kéo nguyên cái dãy đó mà dời ra bên phải một ô đi. Dịch chuyển thôi nhà anh phải ngồi. Rồi, mấy bạn ghi con số 6 của môn hóa bên ngoài chút xíu. Ở đây hay. Rồi. Rồi xuống hàng, số 6 là tới đừng xuống sổ xuống. Rồi. À, hiểu. Hiểu được ý đó chưa? Được rồi. Là hai, không phải là hai số 6 nha, có một số 6 thôi. Ở bên kia cũng vậy, bạn delete bớt con số 9 đi nha. Đây. Đây là cái bảng, cái mảng này gọi là cái mảng hai chiều, cái bảng tương ứng cũng gọi là cái bảng hai chiều á, là cái dòng của mấy bạn á là tương ứng là môn hóa, còn cái cột của bạn á là tương ứng với môn toán. Thì cái thành phần đầu tiên á là 5 với 6, đó là một cái quan sát nha. 5 với 6 là một quan sát. Thì mấy bạn đầu tiên bạn ghi tần số vô trước đi, cái ô 56 á, điểm toán 5 và điểm 6 á, bạn ghi đó, có bao nhiêu cái trường hợp đó xảy ra, đếm mấy trường hợp đó.
chỉ có một trường hợp thôi ha, 5-6 thì ghi vô số 1, được chưa? Dạ. Mấy bạn hiểu không? Đây là cái môn toán và môn hóa của mấy người, điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì đó, 10 người đúng không? Dạ. Dạ 10 người. À 10 người thì cái dòng đầu tiên, cái thành phần đầu tiên 5 dưới 6 đó là các bạn A được 5 điểm toán và được 6 điểm môn hóa, bạn hiểu không nè? Hiểu nha. Rồi. Rồi mấy bạn lập cái bảng đó ra coi. Cái nào không có thì bạn ghi số 0 thôi. Thì mấy bạn cộng hết tất cả các phần tử đó sẽ ra được là 10 á. Ủa cái này bạn đếm sao? Đếm sao? Đếm lại xem. Thì ở đây nó có 556 thầy, 56 thì ở đây là 56 là 1. Còn ở đây 56 không có là được 1. À ở đây khoan, bây giờ cái câu hỏi quan trọng nhất câu hỏi. Thì câu hỏi là gì? Câu hỏi là tính xác suất để một trong hai bài kiểm tra được điểm 5. Một, có nghĩa là các bạn nào hỏi cái bài này đâu? Cái nhóm nào hỏi nè? Nhóm 2 thì đâu, bạn nào nhóm 2 đâu? Lên tiếng xem. Nhóm 2 đâu? Nhóm 2 có đó không nhóm 2? Dạ có à, thầy chờ tụi em một chút à. Đây. Mấy bạn hỏi là mấy bạn phải hiểu ý của mấy bạn hỏi nha, chứ không phải mấy bạn hỏi mà mình cũng không hiểu ý mình đang hỏi gì nữa là chẳng khác nào đánh đố người ta. Rồi thôi bây giờ lần này là nháp nha, lần sau thì mấy bạn khi mà mấy bạn phản biện rồi mấy bạn phải hiểu rõ cái câu hỏi phản biện của mấy bạn nha. Ở đây thì sẽ mấy bạn hiểu như thế nào thì mấy bạn làm như thế đó nha. Ở đây thì bạn sẽ chọn một bài test ở cái môn toán và một bài test ở môn hóa. Mấy bạn hiểu được ý đó không? Khác với cái bài mới nãy mình tính là, tại vì nhiều khi mình không hiểu cái câu hỏi của cái nhóm đã hỏi là một. Có hai cách để hỏi nha. Một là có 10 sinh viên nha. Có 10 sinh viên. Mỗi sinh viên sẽ có điểm vừa là toán vừa là hóa theo tương ứng nha. Thì khi đó mấy bạn chọn một người tính xác suất để có được 5 điểm. Thì mấy bạn lập cái bảng giống như mình nói. Còn cách thứ hai là những cái bài toán này, bài hóa này nó đã có sẵn. Tức là cái bài kiểm tra nó đã có sẵn trong học tủ, gồm có là 10 cái bài kiểm tra môn toán và 10 bài kiểm tra môn hóa. Bạn rút đại một cái bài ở môn toán và mấy bạn rút đại một cái bài ở môn hóa nha. Thì tính xác suất để cho là một trong hai bài test của bạn là có là điểm 5. Hiểu được ý đó không? Hiểu được cái ý thứ hai không? Dạ dạ được thầy. Rồi như vậy thì hỏi là có bao nhiêu cái cách mà bạn rút ra?
rút ra hai bài máy cách. Mấy bạn rút ra cái bài môn toán có mấy cách? Một cách. Một cách đó là được cái gì? Là điểm 5 nha. Không phải, không, chưa được cái gì chứ. Tức là có bao nhiêu cách tất cả. Hả? Có 10 bài thì có mấy trường hợp khác nhau? 10. 10. À, có bao nhiêu cách mấy bạn lấy ra môn hóa? Cũng 10 luôn. Cũng 10 luôn, vậy là có bao nhiêu tổ hợp các bạn lấy ra hai bài? Nhiêu tổ hợp nè? 100. Vậy là số lượng phần tử trong không gian mẫu của bạn có phải là 100 không? Dạ. Rồi cụ thể đó là những cái cặp nào? Mấy bạn enter xuống cái đi. Rồi. Enter xuống cái. Rồi, ngõ ngoặt ra là đầu tiên nhất là mấy bạn chụp được cái bài nào? 56. Rồi ok, bạn ghi vô luôn cho mình đây, 5,6 là mấy bạn được cái bài đầu tiên rồi đó. Rồi khoảng cái là được cái gì nữa? Được 57. Ok, 57. 56 nữa. Hai cái 56 mà. Đúng, à. Rồi, 56, nhưng mà cái 56 này là hai cái này giống nhau nên là trọng số của nó là mình tính là 2, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Hoặc là mấy bạn cứ ghi 56 và 56 luôn. Tại vì hai bài này khác nhau, tuy nhiên về mặt hình thức thì nó là 56 nhưng mà trọng số của nó là 2, hiểu chưa? Yeah. Rồi, chấm 3 chấm. Giờ tới cuối cùng là cái gì? Đi thi á, thì ta hỏi là không gian mẫu thì mấy bạn rút gọn là hai cái 56 ra nha. Này, cuối cùng là 10-10, ok chưa? Rồi, đó là cái không gian mẫu của mấy bạn. Rồi, vấn đề đặt ra là bây giờ mình kiếm một cái tập con nào đó. Enter xuống cái đi. Cái tập con của mình á, là thỏa mãn cái tính chất mà ta yêu cầu á. Đây là bạn list ra không, cái tập con của nó gồm những cái nào mà thỏa mãn nè. Là biến cố A của mình đó. Tập con của nó là chính là biến cố A. Gồm gì? 56. 56. Còn gì nữa không? 57. Ok, 57. Cái gì nữa? 8. Ok, cái gì nữa? 10. Ok, 59, 50. Hiển nhiên là nó sẽ có trọng số trong đó nha. Rồi bây giờ mấy bạn tính xác suất. Thì có phải là mấy bạn đếm số trường hợp thuận lợi cho Nga chia cho tổng số trường hợp đồng khả năng không nè? Rồi bây giờ đếm là số lượng thuận lợi cho Nga là bao nhiêu? Tính luôn trọng số luôn. Gạch mũi tên cái là mấy phần tử? 56 là 2 phần tử. Tổng số là mấy phần tử của cái tập A của bạn mới liệt kê ra đó? Tổng luôn là 2. Là 10 ạ. 10, ok là 10. Rõ ràng mà, từ 5 mấy bạn chọn con kia là 10 cái thì nó là 10. Thật ra nó không phải là 10 phần tử nhưng mà tính luôn tổng số của nó là tương ứng với nó là 10 á. Mà tổng số của bạn là nhiêu? Tất cả luôn là nhiêu? 100. 100 trường hợp tính. Thật ra nó không phải là 100 nhưng mà mình tính theo tổng số nó là 100. Vậy xác suất mà mấy bạn được cái bài, được một cái bài 5 điểm là bao nhiêu? 10%. Ok, 10%. Các bạn hiểu không nè? Hiểu được ý đó không? Dạ hiểu rồi. Rồi, cái nào không hiểu thì cứ hỏi nha. Rồi còn gì nữa không nè? Cái phần này còn gì nữa không? Có cái cầu số in hè của cầu 1. Em không hiểu. Thì ý các bạn hỏi là gì đây? Tại sao cái gì á? Nhỏ quá không thấy. Tại sao chúng ta tìm cái xác suất của cái xác suất đối lập của cái biến cố. Thì ở trong cái cuốn sách mình á thì mấy bạn dùng từ opposite cũng được nhưng mà người ta sử dụng từ khác, bạn biết từ đó từ nào không? Biết không, biết từ đó từ nào không? Biến cố đối lập á. Odd thầy. Cái gì? ODDF. Không phải, cái đó là tỷ lệ odd riêng. Cái tỷ lệ đó là cái tỷ lệ mà A đối lập chia cho Nga, xác suất của Nga đối lập chia cho xác suất của Nga là tỷ lệ odd ratio.
còn về A đối lập nữa mấy bạn à, không biết hả? Không biết nữa thì lỡ người ta hỏi sao biết được trả lời. Bạn nào trong lớp biết cái từ đó? Ở trong câu hỏi kiến tạo mình có đó. À, khoan khoan, hình như không có hả? À, về nhà tự sạch đi nha. À, nhiều khi người ta hỏi không biết được. Sẽ ký hiệu có hai, có nhiều kiểu ký hiệu. Một là ký hiệu là A phẩy, hai là nốt A, ba là A gạch trên đầu, bốn là AC. Gợi ý cho mấy bạn là chữ C đó thì viết tắt của nó đó. Đây, đây thì xác suất của biến cố đối lập là bằng 1 trừ cho biến xác suất của biến cố A. Vì sao? Thì để tới cái nhóm ở bên kia, cái nhóm mà công thức cộng á sẽ làm cho mấy bạn. Rồi còn phần nào nữa không nè? Dạ xong thầy. Vì biến cố đối lập đã cái nghe cái tên đó là mấy bạn biết rồi đó, là nó sẽ đối lập với biến cố A, có nghĩa là gì? A xuất hiện thì nó không, A không xuất hiện thì nó xuất hiện, có nghĩa là ông này sụt thì ông kia trời ha. Như vậy thì nghe cái tên đó mấy bạn cũng biết rồi, xác suất khả năng A xảy ra càng cao thì nó sẽ làm giảm đi khả năng xảy ra của thằng A phải. Được chưa nè? Rồi bây giờ tới công thức cộng ở nhóm 2. Nhóm em xong. À xong rồi ha. Nhắc lại á, mấy bạn làm quy trình đó ok đó. Đầu tiên là mấy bạn thuyết trình, nhưng mà mình thấy là cái nhóm phản biện là chưa có đạt nha. Mấy bạn thứ nhất là mấy bạn gửi câu hỏi, có những câu hỏi là nó không có liên quan, giống như câu hỏi sổ số đó, lẽ ra mấy bạn phải gửi về cái nhóm 5 mới đúng á. Đây, cái thứ hai nữa thì mấy bạn nên sử dụng những câu hỏi đơn giản, giống như là cái phần mà câu hỏi kiến tạo của mình có, hoặc là mấy bạn sử dụng câu hỏi số 1, số 2, số 3, số 4 ở trong cái quyển bài tập, hỏi gần những cái câu hỏi đơn giản như vậy là đủ xài rồi, để cho mấy bạn biết xác suất nó là cái gì và cách tính xác suất nó như thế nào, không có cần phải hỏi gì câu hỏi thật là khó. Rồi sau đó là mấy bạn thảo luận cái trong lúc thuyết trình hay gì đó, cái phần nào mấy bạn thấy chưa đạt hoặc là mấy bạn còn thấy chưa rõ thì mấy bạn hỏi, cứ try vào mình làm việc cho nó rõ hơn. Rồi cái lúc nào mà mấy bạn cần mô phỏng hay là cần sử dụng phần mềm thì mấy bạn dùng, cái khúc nào cần tính tay thì mấy bạn cứ lấy ra tính tay. Mấy bạn chuẩn bị sẵn những cái file Excel, file Word, rồi chuẩn bị mấy cái Casio hoặc là phần mềm tính toán để mình hỗ trợ cho mình cái việc đó. Còn mấy bạn mà chiếu A, từ A đến Z luôn, chiếu không thì người ta không theo dõi được cái gì đâu. Các bạn phải tính tay từng bước, step by step. Nhớ giống như mình hướng dẫn cái bài đó cho cái nhóm 1 á. Đầu tiên nhất là các bạn liệt kê không gian mẫu nó ra, sau đó liệt kê biến cố A ra, rồi đếm biến cố A cho số lượng bao nhiêu, đếm không gian mẫu bao nhiêu, lấy chia lại với nhau. Đó là xác suất theo cái phương pháp cổ điển. Còn nếu các bạn dùng mô phỏng thì dùng cái mình đã giới thiệu, đã hướng dẫn với bạn mẫu từ 0 đến 19 rồi đó. Rồi tiếp tục nhóm số 2. Dạ vâng. Thầy thấy chưa? Rồi thấy rồi. Rồi bạn giới thiệu, bạn nhắc lại cho mấy bạn khác. Biến cố tổng là gì, biến cố tích là gì. A hợp B là biến cố tổng đó nha, A giao B là biến cố tích. Đôi khi là người ta viết A cộng B và đôi khi người ta viết là A giao B. Mấy bạn nên lấy một ví dụ như thế nào là biến cố tổng, như thế nào là biến cố tích nha. Rồi sau đó mấy bạn ví dụ như mấy bạn show cái ví dụ này lên, rồi mấy bạn dùng công cụ BAM đó, mấy bạn tính từ từ, tính tay từng bước cho nó trực quan hơn, chứ mấy bạn đừng có chiếu nha. Những cái bài tập á, thì mấy bạn phải tính step by step cho người ta nha. Dạ, dạ vâng. Rồi. Thì mình là Huy, thì hôm nay mình sẽ đại diện cho nhóm 2. Mình sẽ nói về cái quy tắc cộng này. Thì cái quy tắc cộng là nó sẽ cho biết xác suất của hai sự kiện là tổng của xác suất mà một trong hai sẽ xảy ra trừ đi cái xác suất là cả hai sẽ xảy ra. Thì để dễ hiểu thì mình sẽ đi vào cái ví dụ dựa trên cái công thức này.
là chúng ta có là B của A. B của A hợp B là bằng xác suất của BA cộng BB trừ cho xác suất của B A giao B. Thì cái ví dụ là chúng ta có 28 học sinh, thì trong đó có 12 học sinh là học tiếng Nhật, 15 học sinh là học tiếng Anh và 8 học sinh là sẽ học cả hai cái môn đó. Thì câu hỏi ở đây là sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và tính cái xác suất của học sinh là học tiếng Nhật hoặc là học tiếng Anh. Thì ở đây thì mình sẽ có là 12 học sinh học tiếng Nhật, thì mình sẽ cho nó là xác suất của PA thì nó sẽ là bằng 12 chia cho tổng số. Tiếp theo là 15 học sinh học tiếng Anh thì mình sẽ có là BB sẽ bằng là 15 chia cho tổng số, thì trừ cho cái xác suất của thằng BA giao với B này là 8 học sinh này là đều học cả môn tiếng Anh và tiếng Nhật. Mình sẽ có là BA giao B bằng 8 chia cho giao đó. Mấy bạn viết vô là chữ AND giùm cho mình luôn đi nha. Dạ dạ. Bản chất của nó là A AND B á. À, còn A hợp B á, tức là A O với B á, biến cố AND và biến cố O đó nha. Các bạn chú ý luôn đó, A hợp B, A AND B là như nhau nha. Nhầm, A hợp B và A cộng B hay là A O với B là như nhau. Còn biến cố mà A AND B hay là tích của AB là như nhau. Đôi lúc người ta viết liền luôn là dấu nhân luôn. Còn A O B là đôi khi người ta viết là dấu cộng. Vậy thì mình sẽ có cái xác suất, người ta kêu là tính xác suất của học tiếng Nhật, học sinh học tiếng Nhật hoặc là học tiếng Anh, thì đó là xác suất của A hoặc B. Ví dụ công thức thì mình có 2/28 cộng chế lại 15/28 trừ cho 8/28 thì mình sẽ ra được kết quả là 19/28. Thì đây là cái xác suất của cái thằng BA hợp với B. Tiếp theo là một cái phần của xác suất cộng, đó là cái sự kiện loại trừ lẫn nhau. Thì cái ở tiếng Việt của mình nó gọi là xung khắc đó nghe mấy bạn. Dạ, hai biến cố đó gọi là xung khắc á. Dạ, có nghĩa khắc. Là tích của nó là bằng rỗng á, hai biến cố này không đồng thời xảy ra. Dạ vâng. Thì một cái dữ liệu sự kiện E1, E2, EK vân vân là nó được cho là một cái yếu tố xung khắc khi mà hai thằng này giao nhau là rỗng, là nó không có một cái điểm chung. Thì để nói rõ hơn cái này thì mình xin trả lời câu hỏi của nhóm 4 là câu hỏi phản biện để giải thích rõ thêm về cái vấn đề đó luôn. Thì ở đây thì mình có câu hỏi là cho xác suất zoom lớn lên cho mấy bạn khác thì dễ nhìn. Ok. Dạ rồi. Mình có xác suất của BA là bằng 0.3, BB là bằng 0.2, thì câu hỏi yêu cầu là tìm B của A cộng B, thì cái này nó chính là bằng A hoặc B. Thì mình dựa theo công thức thôi, dựa theo cái công thức ở trên đây thì mình sẽ có là bằng 0.3 cộng cho
0.2 mình sẽ trừ cho cái gap, cái hợp của A và B là bằng 0.3 nhân cho 0.2, mình sẽ có kết quả là bằng 0.44. thì đây là xác suất của nó. Cái phần câu B này thì nó sẽ nằm trong cái phần tiếp theo của nhóm mình, thì cái phần đó lát nữa nhóm mình sẽ trình bày sau. Tiếp câu 2 là học sinh FPT, FPT trường FPT có 270 học sinh K14, 300 học sinh K15 và 280 học sinh K16. Thì trường sẽ chọn bất kỳ học sinh nào, là câu hỏi là tìm xác suất để chọn ra cái học sinh mà không phải là K16, thì nó sẽ liên quan đến cái dữ liệu, cái bài nó liên quan đến cái công thức là cái xung khắc này. Thì các bạn thấy thì không phải K16, thì mình chỉ cần lấy K14 và K15 ra thôi, thì mình sẽ có là tổng cái số học sinh này ở đây là 250, là sẽ có 850 học sinh tất cả. Thì bây giờ yêu cầu là lấy không phải K16, thì nó là xác suất của K14 hợp với lại K15 đó, nó sẽ là bằng 270 chia cho 850 cộng với 300 chia cho 850, thì sẽ có kết quả là bằng 57/85. Thì đây là cái xác suất của nó. Lần nữa thì cái định nghĩa của cái này là nó không có phần trùng, thì cái này chỉ yêu cầu là không phải K16, thì mình chỉ cần lấy K14 và K15 thì nó sẽ không có trùng nhau. Tiếp đến một cái ở trong định luật là biểu đồ Venn, thì cái sơ đồ Venn thì nó cũng được gọi là một sơ đồ tập hợp, là một cái sơ đồ logic. Thì nó sẽ liệt kê những cái tất cả các quan hệ logic mà có giữa một tập hợp. Để dễ hiểu hơn thì ở đây có một cái ví dụ là lấy một cái tập hợp là từ một tập hợp x là lớn hơn 6.5 và nhỏ hơn 7.8, thì người ta sẽ phân ra các trường hợp nằm trong cái tập hợp đó là từ 6.5 tới 7.0 và từ 7.0 tới 7.5 và 7.5 cho tới 7.8, thì những cái tập hợp này nó sẽ không trùng nhau. Hoặc là một cái ví dụ dưới đây nữa là người ta chia thêm nhiều trường hợp thôi, thì cái trường hợp chia ra thì nó sẽ tùy thuộc vào đề bài và cái mức xác suất. Thì cái phần quy tắc cộng của mình đến đây là xong. Thì tiếp theo là cái xác suất có điều kiện, thì một thành viên khác trong nhóm mình sẽ trình bày. Công thức cộng và công thức xác suất đối lập á, là 1 trừ cho xác suất của A đó, thì mấy bạn cẩn thận đấy đó ha, đó là quan trọng á, mấy bạn nói kỹ lại. Còn dạ, công thức là trong trường hợp xung khắc thì nó chẳng qua nó trường hợp đặc biệt thôi. Trong trường hợp là A mà giao B nó bằng rỗng rồi thì xác suất bằng 0, thì mình sẽ có được cái công thức cộng. Nhưng mà thật ra thì nó chính là cái tiên đề đầu tiên ở tiên đề thứ hai trong cái không gian xác suất, nhưng mà mình không có học cái phần nâng cao đó, thôi bỏ qua nha. À, cái nhóm 2 này á, mấy bạn chút xíu nữa mấy bạn trình bày bài giải của câu số 6 ở trong cái quyển bài tập nha. Xong hết rồi mấy bạn giải cho mình là cái câu số 6. Kỹ cái câu số 6 này nha. Rồi. Tiếp theo thì mình nói về phần xác suất có điều kiện. Thì để giới thiệu về xác suất có điều kiện thì ở trong slide sẽ cho
một ví dụ liên quan tới các bộ phận cơ khí đi, và gọi đe là biến cố bộ phận này nó bị lỗi, và F là biến cố mà bộ phận này nó bị thiếu sót về kiểu ngoại hình đi. Và khi mà chúng ta gọi biến cố của D, hay là cho rằng là nó sẽ cái phần ví dụ này em chưa hiểu lắm. Mấy bạn lẽ ra mấy bạn phải tìm một cái ví dụ nào đó cho nó quen thuộc với mình. Bạn kéo lên cái bảng này đi. Dạ, vậy... giải thích tiếp cho bạn. Lên cái bảng 2.4 xuống 2.4 dưới này, bảng 2.3. Rồi. Mấy bạn zoom của nó lên lớn tí. Thì mấy bạn quan sát là bây giờ mình hỏi cái nhóm thuyết trình nè là có bao nhiêu chi tiết ở trong đây. Thì mấy bạn làm được này, mấy chi tiết? 400 chi tiết. 400. Này. Vậy thì trong 400 chi tiết này thì nó sẽ có hai kiểu. Một là nó sẽ bị lỗi về bề mặt, thứ hai đã bị hư luôn. Được chưa? Đây, thì hai kiểu này, một thì nếu như mấy bạn cầm một cái chi tiết lên, mình xem coi là có bị hư hay không. Yes hay là no. Ok không nè? Rồi mình mới kiểm tra tiếp coi là cái có lỗi về mặt thiết kế bên ngoài hay không. Chẳng hạn như bị bông, bị tróc gì bên ngoài thôi, là yes hay là no. Được không nè? Các bạn dễ hiểu không? Hay là giả sử như mấy bạn mà nếu mấy bạn lấy ví dụ là trong lớp mấy bạn đi là 30 bạn đó, bây giờ nam hay là nữ, rồi cái bạn đó là có pass môn MAE hay là rớt của MAE, ví dụ như vậy, được chưa? Thì sẽ có 10, thấy con số 10 đó không? 10. Chỉ vô con số 10 cho người ta coi coi. Có cái gì chỉ vô không? Có cái gì chỉ vô cho lớp thấy con số 10 ở trong đó đó. Rồi, con số 10 này hàm ý của nó là trong 400 chi tiết thì sẽ có 10 chi tiết là cả hai đều yes. Tức là sao vậy? Là cả hai đều bị hư. Vừa bị hư mà nó vừa bị lỗi về mặt. Được không nè? Bị chày chẳng hạn. Bạn hiểu không nè? Rồi, còn con số 18 bên kia là sao? Là chị là bị hỏng luôn nhưng mà bề mặt nó vẫn bình thường. À ok, là thấy là nó cũng sáng láng nhưng mà nó bị hư bên trong, ví dụ như vậy. Rồi còn 30 chi tiết là tương tự như vậy, là nó không bị hư nhưng mà bề ngoài nó bị bong chóc. Còn 342 chi tiết là ok hết, được chưa? Mấy bạn thấy ơi và hiểu được cái bản này không nè? Hiểu được không? Có bạn nào chưa hiểu cái bản này nói. Em ru là hiểu ha. Bây giờ mình chọn ngẫu nhiên một cái chi tiết. Vậy thì chi tiết này có thể là nằm một trong bốn cái trường hợp là cả hai đều bị hư. Hư cái này mà không hư cái kia, hoặc là cả hai đều được hết. Ví dụ, chọn ngẫu nhiên một cái chi tiết, tính xác suất để cả hai cái tính chất này đều có. Tức là vừa bị hư bề mặt, vừa bị hư trong ruột là bao nhiêu? Nhóm tiết trình trả lời sao? Dạ thì đừng có lật xuống dưới, tự trả lời luôn đi, nhìn cái hình đó là trả lời luôn. Thì vừa bị hư và mà vừa bị hư ở trong thì sẽ là 10 phần thật đó, thầy đọc lại câu hỏi được. Chọn ngẫu nhiên một chi tiết, tính xác suất là cái chi tiết này vừa bị hư bên ngoài mà vừa bị hư bên trong luôn. Vừa bị hư bên ngoài vừa bị hư bên trong thì sẽ là 10/400. Ok, là như nãy đã nói đó, có 10 chi tiết là hư cả hai. Như vậy thì chọn một ngẫu nhiên một chi tiết thì cơ hội để mấy bạn chọn đúng cái chi tiết này, chi tiết hư cả hai cái là 10/400. Mấy bạn khác hiểu không nè? Rồi bây giờ mấy bạn mới mô tả bằng cái F và thằng D á. D đó là cái hư bên trong á, còn F thì xem như hư bên ngoài đi. Thì lúc này á là cái biến cố mình mới nói đó,
là S and and D, là vừa hư bên ngoài và vừa hư bên trong. Bạn hiểu được không nè? Dạ ok thầy. Rồi bây giờ hư bên ngoài nhưng không hư bên trong, xác suất là bao nhiêu? Hư bên ngoài là cái ô nào? Mấy bạn cắt cái ô, cắt cái bảng ra, bạn dùng pen mấy bạn chỉ cho mình xem. Dạ. Dùng snip tool đó, mấy bạn cắt ra rồi mấy bạn quẹt quẹt lên cho nó dễ. Chứ nó miệng suông nhiều khi không thấy đường nữa. Từ từ. Mấy bạn thuyết trình nhóm khác thì chú ý ha, mấy bạn chuẩn bị sẵn là một cái công cụ mà có thể vẽ viết lên trên đó được. Rồi cái thứ hai á là mấy bạn có cái gì đó để tính toán được và ghi chép được. Rồi như vậy thì bạn khoanh tròn số 10 giùm cho mình nè. Đây, cái đó chính là cái biến cố ngay cái ô đó, đó là chính là biến cố F and D nha. Đó là F and D đó, là xác suất của nó là 10 chia cho 400. Được không nè? Được rồi. Rồi còn số 18 đó là cái gì? 18 là bị hư trong nhưng hư mà trong. Không hư bên ngoài. Và không hư bên ngoài, bạn cứ ký hiệu coi nó là biến cố gì? D. D and and gì? And not F. Ok, chính xác. D and not F có nghĩa là D nhân với là not của F á. Vậy thì xác suất của nó tính bằng công thức nào? Tính sao đi? Là đây, bằng gì? Bằng với B. Bằng cái gì? Nhắc lại là số 18 nó có nghĩa là gì? Hả? Số 18 nó có nghĩa gì? Dạ là chỉ hư bên trong. Chỉ hư bên trong nhưng không hư bên ngoài, là có 18 chi tiết. Vậy tính xác suất chọn ngẫu nhiên một chi tiết, tính xác suất để chi tiết đó là bị hư bên trong nhưng không hư bên ngoài là bao nhiêu? B của D cộng với B của not F. Ôi không có phải cái đó. Như đã nói á, con số 18 á nó là số lượng mà bị hư bên trong nhưng không hư bên ngoài. Vậy thì xác suất của nó là 18 phần 360. 18 phần 400, 360 đâu ra? Thì giống như bên 10 bên kia thôi chứ có gì đâu khác đâu. À dạ yeah, dạ. Yeah. Có hiểu được cái đó không? Dạ. Yeah. Có hiểu. Nghĩa là mình đang cái số 18 đó là cái tính chất của nó là hư bên trong nhưng không hư bên ngoài, thì xác suất với bạn chọn được là lấy số đó chia cho tổng số, được chưa? Ok chưa? Dạ, yeah, dạ yeah, được. Rồi, bây giờ á là hư bên ngoài nhưng không hư bên trong, xác suất là bao nhiêu? 30 phần 400. Ok, là có 30 chi tiết là hư bên ngoài nhưng không hư bên trong, nên xác suất của nó là 30 chia 400. Hiểu được không nè, nguyên lớp hiểu không? Các bạn phải hiểu rõ cái bảng đó, cái bảng đó thi cho nhiều câu lắm á. Dạ. Rồi, còn cả hai không hư, xác suất là bao nhiêu? 342 phần 400. Ok, chính xác. Giờ câu hỏi thêm nè. Tính xác suất để được chi tiết bị hư bên ngoài là bao nhiêu? Tính xác suất để chi tiết bị hư bên ngoài. 30 phần 400. Bị hư bên ngoài nha. Bị hư bên ngoài là đây. Có mấy chi tiết bị hư bên ngoài? 30. 30 chi tiết đó là bị hư bên ngoài và gì? Không hư bên trong. Hư bên trong. Còn nữa? 30 và 40. Phát hiện rồi đúng không? Là bị hư bên ngoài là có tổng cộng là 40 chi tiết, trong đó có 10 chi tiết là vừa hư bên trong, vừa hư bên ngoài, và 30 chi tiết nó hư, nó không hư bên trong nhưng mà nó hư bên ngoài, là tổng số là 40 chi tiết bị hư bên ngoài. Ok chưa?
Yeah. Vậy xác suất của thằng F là 40 chia cho 400. Được chưa? Ok chưa? Dạ vâng. Rồi, bây giờ tính xác suất để nó bị, nó không bị hư bên trong là bao nhiêu? Không bị hư bên trong thì là 362 phần 400. Ok, chính xác. 362 phần 400. Vì mấy bạn thấy đâu, cái hàng của nó chính là bị hư á, cái hàng của nó bị hư, còn trong cái hàng hư bên trong nha, hoặc không hư bên trong, còn cái cột của nó là nói về cái bề mặt, thì mình nếu như mình quan tâm là cái dòng thì mình chỉ cộng dồn cái dòng thôi nha. Rồi sẵn đây tính xác suất F cộng D coi nó bằng gì, bạn ghi xuống dưới này, là xác suất F cộng với D. Vậy bạn họ xem coi, không, F cộng D lấy xác suất nha, cái mặt bên trong á. Rồi, cái này bằng bao nhiêu, cách tính nó bằng nhiêu, cách tính nó tính sao? Mấy bạn khoan hay dùng công thức, các bạn hiểu bản chất đó trước đi, còn công thức hay không thì cái từ từ tính sau nha. F cộng D nó là cái gì trước cái đã? Là số phần bị hư bên ngoài cộng với số phần bị hư bên trong, xong rồi trừ đi cho cái phần chung. Ok, hoặc là mấy bạn có thể là đếm trực tiếp luôn được không? Cái nào có hư bên ngoài, cái nào có hư bên trong thì mấy bạn cộng nó lại. Là lấy gì? Là lấy 40 cộng 300. Mấy bạn nhìn cái bảng kìa, bạn nhìn cái bảng luôn á, bạn khỏi cần dùng công thức gì chưa á. Dạ, 40 cộng 362 xong rồi trừ 10. Cũng được, nhưng mà bạn hiểu rõ bản chất hơn thì bạn lấy số 30, bạn cộng 10, cộng 18 là nó xong mất tiêu rồi. Bạn hiểu không? À dạ. Bạn hiểu chính xác nó như vậy, còn cái kia chẳng qua nó là cái phương tiện thôi, tại vì bạn cộng 10, bạn cộng 2 lần nên là bạn trừ lại số 10. Đó là cái công thức. Bạn phải hiểu là gì? Là có hư ở đây là gì? Cái ô số 10 có hư hay không? Có thì bạn cộng vô. Cái ô số 30 có hư hay không? Có thì cứ cộng vô. Bạn hiểu không nè? Yeah. Tổng cộng mình có 4 ô đó, thì bây giờ muốn tính xác suất nó có cái tính chất gì thì mấy bạn lấy tổng số cái ô tương ứng, cái nào mấy bạn cộng 2 lần thì bạn trừ ra, mà tốt hơn hết thì bạn cộng từng ô với nhau, nào có cộng không có thôi. Được chưa nè mấy bạn, ok hết này không? Rồi bây giờ trở lại với cái câu chuyện chính nè, bây giờ bạn tính giùm mình ra xác suất của thằng D bằng bao nhiêu. Ghi lại coi xác suất của D bằng bao nhiêu. Của D, D là bị hư bên trong á, là nhiêu? Hư bên trong là 38 phần 400. Ok, đây chính xác là xác suất. Cái xác suất này là tiền nghiệm á. Rồi bây giờ á, mấy bạn sẽ thấy là khi mà mấy bạn đã phát hiện ra là cái chi tiết của mấy bạn á là nó bị hư bên ngoài. Rồi bây giờ trong tất cả các cái trong tất cả các chi tiết mà bị hư bên ngoài á thì nó bao gồm gì? Bao gồm hư bên trong. Hư bên trong và không hư bên trong, đúng không nè? Dạ. Yeah. Các bạn hiểu được không nè? Thì khi đó mấy bạn muốn tính xác suất bị hư bên trong, khi đã biết được là cái chi tiết này nó hư bên ngoài thì cái xác suất này được gọi là xác suất có điều kiện. Hay nói cách khác là cái việc mà hư bên ngoài á, nó đã xảy ra rồi, vậy thì ta cần tính toán lại cái hư bên trong. Các bạn cứ tưởng tượng gì, nói nam nữ thì dễ hiểu. Bây giờ nói là cái nhóm này ha, là có 5 nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Đó. Rồi bây giờ á, tỷ lệ đậu rớt ở mỗi nhóm nó khác nhau. Giả sử như là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 là tỷ lệ đậu nó cao. Nhóm 4, nhóm 5 tỷ lệ đậu nó thấp. Trung bình luôn là xác suất để một bạn nào đó pass môn, tức là tỷ lệ trung bình chung là 70% nè. Rồi bây giờ á, chọn ngẫu nhiên một bạn trong lớp, tính xác suất bạn này pass môn là bao nhiêu mấy bạn? Là nhiêu? 1 của 70 à, là 0.7 đó, là 70%. Ok chưa? Rồi bây giờ câu hỏi đặt ra là biết rằng cái người được chọn này á, ở nhóm 1 á,
thì mấy bạn thấy là xác suất này nó có thay đổi không? Có không? Có thay đổi không? Hả? Có không? Thầy nói lại. À, có 5 nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Những bạn ở nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 tỷ lệ đậu, tỷ lệ pass môn ở các bạn nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 là cao. Còn tỷ lệ pass môn ở nhóm 4, nhóm 5 là thấp. Tỷ lệ pass môn trung bình đó là 0.7, tức là chọn ngẫu nhiên bạn thì bạn đó để pass môn là 0.7. Nhưng mà khi mà mình chọn ngẫu nhiên một bạn, bạn đó nói là em ở nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 đó thầy ơi, vậy thì xác suất mà bạn đó pass môn có thay đổi hơn so với cái ban đầu hay không? Dạ có. Cao hơn hay thấp hơn? Dạ cao hơn. À, trong trường hợp này là cao hơn. Rồi bạn đó nói là em ở nhóm 4, nhóm 5 đó thì sao? Thì thấp hơn. Ok, thì xác suất mới đó được gọi là xác suất có điều kiện. Và cái xảy ra ở nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hoặc là cái biến cố mà đã xảy ra rồi nhóm 4, nhóm 5 đó được gọi là thông tin. Khi có thông tin mới xuất hiện thì xác suất cần tính toán lại. Thì xác suất sau á được gọi là xác suất có điều kiện. Bạn hiểu không nè? Yeah. Thì về mặt ký hiệu thì có điều kiện nào bạn xem đó thì xem như nó đã xảy ra rồi nha. Xem như nó xảy ra rồi. Ví dụ giả sử mấy bạn bạn viết giùm mình ở trên cái bảng đi là xác suất D xịt F. D xịt F có nghĩa là gì? Là mấy bạn đi tính xác suất D là hư bên trong, biết rằng cái sản phẩm của bạn chọn là cái sản phẩm bị hư bên ngoài. Vậy là nó đang xảy ra ở cái nào bạn tô đậm lên cái biến đó nè. Ok, chính xác. Còn cái thằng mà không bị hư nó có dính dáng gì không? Không. Vứt đi được không? Dạ được. Được thì lấy nó luôn, gạch dấu chéo. À, rồi, đó. Vậy thì tóm lại là có mấy sản phẩm bị hư bên ngoài, mấy sản phẩm? 40. 40 sản phẩm ha. Rồi bây giờ bạn tính xác suất cơ hội bạn được một cái sản phẩm mà hư bên trong luôn là bao nhiêu? Là 10/40. Ok, chính xác. Đây chính là xác suất có điều kiện. Các bạn hiểu được chưa? Các bạn khác ok không? Ok. Rồi. Thi nó cho vậy đó. Còn bây giờ á, thay vì đi tính toán này là bằng định nghĩa cơ bản, đôi lúc á những trường hợp này nó không đồng khả năng. Cũng như vậy thì ta cần tính theo công thức nào? Bạn viết công thức tính xác suất có điều kiện ra coi. Bồi cái 40, 10 trên 40 ra đi. Dạ là... Bằng gì? Nhớ không? Dạ... Thầy, xác suất của A, xác suất của D giao với thằng F, tức là and đó, chia lại cho xẹt nào chia đó. Ok. Rồi bây giờ mấy bạn kiểm tra lại thêm công thức này nó có ok hay không. D and F nó là cái gì vậy? Nó là cái gì? Hả mấy bạn? Nó là gì? Phần là 10 à? Đúng rồi, 10 trên 400 ở trên còn kìa. Dạ. Yeah. Thấy không? Đó là cái xác suất mà mấy bạn chọn được vừa hư bên ngoài và vừa hư bên trong là có 10 sản phẩm trên 400 sản phẩm. Còn bên kia là xác suất của thằng F. F là cái gì? F là bị hư bên ngoài thì sẽ có 40 sản phẩm bị hư bên ngoài trong tổng số là 400 sản phẩm. Và hiển nhiên mấy bạn rút gọn hai cái 400 với nhau thì cũng ra được là 10/40. Ok chưa? Thì khi mà người ta cho cái bảng này thì mấy bạn đừng có sử dụng công thức nào cho nó nhìn vô ý nghĩa, cứ xào xẹt cái nào thì đó, xem như thế ra thằng nào mà không xảy ra vứt bỏ là xong. Ok chưa? Ok. Rồi về cái bảng này hiểu rồi chưa? Dạ rồi. À, ok đó. Rồi nhóm bạn còn trình bày gì nữa không? Thì ok. Ở phía sau đó là xong luôn rồi đó. Dạ, xong.
À, còn công thức nhân là gì? Các bạn nhân chéo lên sẽ được công thức nhân. Thì công thức nhân hôm nào rảnh thì mình sẽ demo cho các bạn công thức nhân. Đây, bạn quen ngang bạn giả giải bài tập của nhân chéo mặt lại á, còn tồn động lại á, cái câu hỏi là bài công thức á. À, giải giùm mình cái câu câu B coi. Xin lớn lớn. Rồi, cái này sẽ bằng là B của A and B chia cho BA. A and B là 0.2 chia lại cho A, A là 0.3. Ok, rồi là ra được 2/3. Ủa mà cái câu A các bạn giải cái gì kì vậy? Là A O với B thì xác suất của A cộng cho xác suất của B trừ cho A and B. Mà A and B của mấy bạn bằng nhiêu mà có ra 0.4 vậy? Để có cho A and B chưa? Cái câu A này là giả định như A và B có chung luôn. A và B nếu như chung thì kéo nó lên, thì lúc đó các bạn sửa lại dùm cho mình là 0.2 nha. Tại đề nó cho 0.2. Dạ. A giao B là 0.2. Rồi, thì mình sử dụng là 0.2. Rồi mấy bạn chú ý á, khi mà cái thông tin mới xuất hiện, đôi lúc thì nó không làm ảnh hưởng đến xác suất ban đầu. Thì trong trường hợp này ta nói A và B độc lập với nhau nha. Yeah. Ví dụ như là xác suất của mấy bạn bác môn khi biết là bánh mì tăng giá, thì hiển nhiên mấy bạn sẽ thấy là có cảm giác như ủa bánh mì có tăng giá, có dính dáng gì cái tỷ lệ đậu rớt hay không nha. Thực tế mấy bạn phải kiểm định, nhưng mà một cách mà tự nhiên thì mấy bạn thấy ủa chẳng dính dáng. Nên là xác suất có điều kiện trong trường hợp này nó có xảy ra hay không, cái điều kiện nó có xảy ra hay không xảy ra không ảnh hưởng xác suất mấy bạn. Vậy thì lúc này ta nói là A là biến cố bass môn, B là biến cố bánh mì giá mì nó tăng, hai cái đó là nó độc lập với nhau, hai biến cố này độc lập với nhau. Tức là xác suất của B xịt A bằng với xác suất của B á. Rồi từ đó mấy bạn mới chuyển với là xác suất của A and B bằng với xác suất A nhân B nha. Thì điều kiện nhân mấy bạn tách ra được khi và chỉ khi nó phải độc lập nha. Rồi cái này do là nó cũng gần hết giờ thì cái này để nữa mình sẽ tính sau. Nhớ là độc lập thì mấy bạn mới tách ra được, còn xung khắc thì mấy bạn mới tách ra thành tổng được nha, còn không thì bạn phải trừ tiếp. Còn tích A nhân B mấy bạn muốn tách ra thì phải sử dụng biến cố có điều kiện, còn nó độc lập thì mấy bạn là tách ra thành tích. Rồi ok đó, cái này là xong rồi đó. Còn của nhóm 1 rồi, nhóm 1 A hợp B nó là cái gì? Dạ. A là gồm AB, B gồm CDE. Vậy là A hợp B nó gồm gì? Thì sẽ là bằng BA cộng với lại B. Mấy bạn đừng có dùng mấy công thức làm chi. Bây giờ bạn hiểu bản chất nó, mấy bạn làm à. Công thức chẳng qua nó phương tiện thôi. Bây giờ A hợp B nó là cái gì? Dạ là ABCDE luôn. ABCDE. Mà mình có mấy trường hợp tổng cộng nè? Dạ 1 5 á. Mấy bạn thấy không, file là 5 á, 5 cái outcome á là bằng nhau nha. Đó đó, dưới có chữ bằng nhau á, là đồng khả năng á. Được chưa? Dạ. Đó, cái chữ quan trọng đó không nhìn. Rồi bây giờ á, này mình có 5 khả năng đồng khả năng là ABCDE. Và cái biến cố A hợp B của mình cũng là ABCDE. Vậy thì xác suất nó bằng nhiêu? Dạ, 1. Đúng rồi, nó bằng 1. Chẳng qua nó là biến cố chắc chắn nên xác suất bằng 1. Đó, có cần gì công thức gì đâu. Được chưa? Ok chưa? Dạ, ok. Rồi, còn xác suất của A mà xịt B kìa. Thì là... bằng gì? Bằng... chủ công thức như thế này.
là muốn dùng trong trường hợp xác suất có điều kiện thì các bạn dùng công thức luôn cũng được, khỏi là suy nghĩ gì nhiều. Chia cho thằng sẹt kìa, không chia, chia cho thằng trên chi. Này nhìn nhầm. A và B nó là nhiêu? Dư A và B là không. Ê, không, không chia gì đó cũng bằng không. Bằng không, hiển nhiên rồi. Tại vì sao? A và B xung khắc, B xảy ra thì A có xảy ra không? Dạ, không. Không, nó thì bằng không liền luôn cũng được. Nhưng mà thôi, trong theo kinh nghiệm thì mấy bạn gặp xác suất điều kiện cứ dùng công thức đi, nó tự động nó ra kết quả mong muốn. Rồi câu 2. Câu 2 là đây. Ở đây có A hợp B thì sẽ là A B C D E trừ một cái C. Bỏ thằng C ra, C có mà. Kiểu... A B C D E. Dạ thì sẽ là bằng 1 luôn. Ok, nó bằng 1 luôn. Ở trên nó cũng là A, B, C, D, E nên là nó bằng 1, còn dưới? Ở dưới lần này thì có A, A và B thì ra được một cái C. Cái C này sẽ là 0.2. Ok, ghi vô 0.2. Ghi công thức vô cho mấy bạn, copy trên bát xuống cho mấy bạn dễ thấy kìa. À, đó. Này, bằng A và B nó là C, mà C là 0.2 thì ghi vô 0.2, chia còn B, B là nhiêu? B là C 0.2. C là 0.2. 0.8. Ok, 0.8. Rồi xong, tự tính tay đi ha. Này, không quan trọng nữa, có khúc dưới ai tính cũng được nên là khỏi tính. Tiếp theo. Dạ. Câu số 3. Thì cái này không gian nó là cái gì trước cái đàn? Đề kêu là chọn một trong sáu cái dụng cụ cắt. Thì câu A này hỏi là không gian mẫu sẽ là gì. Thì ở đây không gian mẫu của em sẽ là kiểu như là... Nhớ là đồng khả năng đó nghe, mới có được chuyện này nha. Được rồi. Không gian mẫu của em sẽ là... T1, T2, T3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi cho nó gọn nha. Rồi đồng khả năng luôn đó. Ok. Và vì đồng khả năng nên là tỷ lệ lấy được cái dụng cụ thứ nhất là sẽ là 1/6. Ok, chính xác. Đây, để được công cụ 1 thì 1/6. Đúng rồi. Đây thì là để hỏi xác suất để lấy được dụng cụ 3 hoặc dụng cụ 5 thì 5 3 hoặc 5 thì sẽ bằng xác suất của 3 cộng với xác suất của 5. Ồ, chi cho nó cộng, chi cho nó cực khổ không? 3 với 5 là 2 trường hợp. Dạ, thì là 2/6. Quay ha, bạn phải hiểu bản chất của nó chừng nào mà ta tính không được cái gì đó, ta mới cần công thức. Dạ. Rồi, tiếp tục. Rồi còn trường hợp mà lấy xác suất mà cái dụng cụ không phải là dụng cụ thứ tư thì là có 5 trường hợp. Ok, 5 trên 6 cũng được. Hoặc là gì? Ta làm cho cái thứ tư là ta lấy 1 trừ. Cái đó là công thức đó. Rồi, cái nào cũng được. Mà thông thường nó thì mấy bạn lấy hay lấy 1 trừ. Rồi, mấy bạn khác ok không? Có thắc mắc gì không? Được thầy. Mấy bạn phải theo dõi, mấy bạn phải thao tác lại nha. Chứ không thôi là mấy bạn đi bụi đáng chịu đó. Rồi, tóm lại, từ bây giờ nhấn mạnh là công thức cộng và công thức nhân. À, không phải công thức cộng và công thức xác suất có điều kiện, đặc biệt là cái bảng á. Rồi bây giờ tới phiên mình xem màn hình nè. Trước tiên là xem màn hình nói về bài tập trước, rồi điểm danh sau là xong hôm nay, đơn giản. Rồi do lão nãy mình nói là nhóm hôm nay coi như làm nháp nha. Mấy bạn phải làm ví dụ cụ thể càng tốt. Nó là cái gì nói sơ sơ thôi. Còn khi nào mà mình muốn kỹ á, thì mình tự mình nhào vô mình nói cho mấy bạn nghe là kỹ lưỡng. Được không nè? Còn bạn nào mà cảm thấy nói được kỹ thì tốt. Chứ còn mình đôi lúc mình hiểu không có tới, mấy bạn nói càng sai cho. Đôi lúc mình làm trầm trọng hóa vấn đề. À, như vậy thì ở cái phần tiếp theo là nhóm 3 và nhóm 4.
làm hai phần này ha. Nhóm 3 nói về công thức xác suất đầy đủ và gợi ý của mình ha. Gợi ý của mình là mấy bạn làm cái câu dạng cái câu số 10 này ha, hoặc là câu số 11 thì cũng được, câu số 10, 12, 13 cũng được luôn. Đó, thì thôi cái câu số 12 thì nó là nói về vấn đề độc lập. Independent thì nó độc lập, thì mấy bạn làm nào liên quan độc lập thì bạn làm bài này nha. Còn công thức xác suất đầy đủ và công thức base thì mấy bạn lấy ví dụ của số 10, 13 này nha. Có thể là bạn hai bạn kết hợp, hoặc là cái bạn mà làm về công thức Bayes thì phải dùng cái câu số 13 này nha. Mình bắt buộc luôn dùng câu số 13 này. Rồi. Còn những câu hỏi của mấy bạn khác thì mấy bạn cũng mang tính tham khảo nha. Câu này là chắc chắn mấy bạn phải rõ, dịch cho nó kỹ nha, để mô tả bài toán cho lớp hiểu chính xác nó là cái gì. Rồi các đó mấy bạn làm. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn câu hỏi bài tập về nhà. Cái này là tất cả phải đều làm nha. Deadline là mấy bạn phải làm trước cái giờ lên lớp. Ví dụ như hôm nay là thứ năm thì mấy bạn phải giải trước thứ ba. À, mình sẽ mở lên một số cái câu hỏi cho mấy bạn. Câu thứ nhất là 2.1. 1, 2, 3, 4 ý. Rồi. 2.1. À, mất tiêu rồi. 2.1 đây. 2.2. Hai câu. Thôi 4 câu luôn đi. Tại thời gian dài thì mình cho mấy bạn làm nhiều. Rồi. Mình sẽ lấy điểm bù qua bên cái cột thuyết trình của mấy bạn luôn. 1, 2 4. Thôi khỏi đi, lấy điểm cá nhân thôi. Rồi mấy bạn làm 4 cái câu này. Ok không? Có gì thắc mắc không? Được không? Cái vụ này có bạn, mấy bạn có hiểu cái vụ này không nè? Cái vụ bài tập cá nhân này nè. Cái này là từng nhóm trưởng ra chấm hay là thầy chấm vậy? Nhóm trưởng sẽ chấm. Đây, mấy bạn vào bên đây nè, mấy bạn giải bằng comment vào trong từng câu hỏi này nha. Ai cũng phải làm nha. Rồi, đó là cái ý về chấm điểm. Rồi, điểm danh. Số 1. Dạ có. Số 2. Đăng có này rồi, có. Công Quý. Vẫn ha, 4. Dạ có. 5. Dạ có. 6. Dạ có. 7. Dạ có. 8. Dạ có. 9. Dạ có. 10. Dạ có. 11. Có. 12. Có. Sau tiêu chấm vợ chồng chị N. 13. Dạ có. 14. Dạ có. 15. Trí Thịnh. Dạ có. 16. Dạ có. 17. Có. 18. Dạ có. 19. Dạ có. 20. Dạ có. 21. Dạ có. 22. Dạ có. 23. Dạ có. 24. Dạ có. 25. Dạ có. 26. Dạ có. 27. Dạ có. 28. Dạ có. 29. Dạ có. 30. Phúc Bảo. Dán 31. Dạ có. Ok. Có em có hay em xài điện thoại nè. Số mấy? Dạ Phúc Bảo 230. Ok. Vậy thì dán Trương Công Quý. Số 3. Rồi có thắc mắc gì nữa không nè? Rồi không có thì nghỉ ha. Tiếp sau mình tự điểm danh.
Chào thầy ạ. Chào, bye bye.